សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទផាន់នីសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការអាប់ដេតដ្រាយវ៉ាមួយចំនួននៅលើវិនដូស 10ប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបប្រទះនៅបញ្ហារអាក់រអួលណាមួយគឺវាអាចបណ្ដាលមកពីដ្រាយវ៉ាដែលយើងអត់ទាន់បានអាប់ដេតឥឡូវយើងចូលទៅមើលថាតើយើងទៅអាប់ដេតដ្រាយវ៉ាមួយចំនួននោះនៅត្រង់ចំណុចណាអូ
and security. But bần top máu dương check for update. But bần top pi check for update hay dương nằm biên cái lưới to từ một tiết. But lấy dương rong chăm con ca check for update thành. Nị tiệt tông tôi nâng security intelligence update. Nị tiệt tông nâng bật bòn sự vật pro bỏ Windows 10 virus. Cứ update hay. Cứ việc tay update nó về để dùng bật chụp cho mình wifi internet chỉ đam. Ok lấy dùng cái lấy từ mở khăn cầm bị check for update cứ dùng được hơn view optional update chỉ tu tới ở pi mở được dạng muốn cứ admin bị như thế bạn lấy dùng check mới bạn view optional xem rap cái update driver update hay dùng click trong chụp được cái máu bạn. If you have a specific problem or one desk driver may have minita one of desk main driver khang krom ni vi aich nang chuoy knong ka update chuoy chuon nang panha muoy chumnuon no leu window 10 ban doisa ta muoy riyat ni computer robos khnyom vi doy chi ro a ruol mich mndang te leu yeung từ can update từ phương can update driver từng nút từng ở kia bạn dương cua ta update mùi nè rồi cua dương update từng ở lấy dương phương can update mà đòn mùi cơ bản rồi cua dương tick all ok dương tick all mỏ tick all pro bởi vì chạm bạch chuột chuột nó bành hà nam mũi vì nâng chuột chuột từ lực hardware นี่ๆๆแม่นี่ตะข้างกรมตะตัวนึง hardware ให้ color intel micro ខ្ញុំដែរធ្វើការ update ច្រើនបែបនេះទេយើង គ្រាន់តែចុចខាងលើនឹងធ្វើការ update វាជាការស្រេចក៏ប៉ុន្តែវាមាន optional ខាងក្រោមនេះ បើសិនជាយើង computer របស់យើងវាមានបញ្ហារអាក់រអួល window យ៉ាងម៉េចមួយ យើងអាចមកធ្វើការ update បន្ថែមខាងក្រោមនេះ ឥឡូវ ខ្ញុំនឹងធ្វើការ update download and install បង្ហាញដល់អ្នកគ្នាបន្តបាទ. Ok, dừng rộng chạm về bình tích mà bị download bản thế. Ok, chẳng mà hỏi bản này cứ ở starter cả app cái restart download, restart đang ấy bạn. Dừng cũng toàn restart ấy tục ở việc download ở pin hay install mà đó hay dừng restart tại mà đó cứ hài. Tại bởi vì trong bài công ca restart vì đừng restart auto ta tam thoa mặt đá cứ vì rung chăm sật ở dương click sẵn click restart sẵn màn về thuê ca restart đã lỡ dương rung chăm công ca download hay download hay vì install download hay install hay vì chân mistake ở dương restart sẵn bạn lỡ vì ở vì download sẵn tới hay nâng install sẵn tới chăm dương restart tầm đó chỉ cả sạch. Bạn bắt đầu bị phơi cả install rồi hái viên nâng pending restart restart tạm driver này mùi ok ở lại giờ nâng restart ở lại ní chạy trong cho mạch ní